Hello, xin chào tất cả các cô chú và anh chị em đã đảo lại kênh Phương Đồ Cũ ha. Đó, hôm nay em lại rảnh thời gian em soạn một mớ đồ lên cho anh em chế cháo nè. Đó, nhiều khi thời gian hơi bận thì cách ngày em lên ngày nha anh em. Còn thời gian rảnh thì em lên mỗi ngày ha. Đó, đây, trước mặt của em có cái này nè anh em. Đó, cái này là kêu bằng gì ta? Cái này là nguồn công suất của thằng lo kéo cái gì nè. Đó, trong cái em sau lưng nó để là cái Sony ha. Đó, nè, lo chép của JBL, lo chung, chép Sony, nguồn lõi xiến, mặt âm ly, máy kẹp, máy uống tóc, nè lo. Có con kép này lạ lắm anh em, nè nó có một con một nha. Đó, hai khúc lo của thằng cassette JBL, máy hát đĩa, khúc lo Panasonic, rồi hai khúc lo Nicole, dàn bộ Soul Mat đẹp làm sao. Vỏ thùng Billner. Rồi không nói dài dòng nữa, em sẽ dựng máy và báo giá từng đơn cho cô chú và anh chị em chốt đơn ha. Rồi anh em, trước khi vào video á, thì em xin chúc cho tất cả các cô chú và anh chị em trên mọi miền Tổ quốc ha, một ngày mới thật nhiều thành công và nhiều sức khỏe ha. Đó, mã đầu tiên của em lại lên ở này nè anh em. Đó. Một cái lõi xiến nha anh em. Nè, em gã cho một cái amply nào đó em quên rồi. Cái này cũng khá lâu nha. Đó, nó vậy nè. Em nghĩ là mấy cái này nó sáng rồi vậy chắc nó không có bị chết đâu anh em ơi. Nè, nó còn rất là sáng luôn nha, dây nhợ rất là sáng luôn. Đó. Nên em không có biết đường thử đâu anh em, kêu em thử em có biết đường thử tại em thấy nó sáng. Thì em bán cho anh em. Mấy con này chắc không chết đâu anh em ơi, nó chết là nó nám hay là nó sao rồi. Còn này là rất là liền, rất là sáng luôn nè, anh em nhìn anh em biết nha. Đó. Lõi xiến này thì nó 10,5 nè. Đó, chiều cao của nó là 6 hơn đó nghe anh em. Đó, thì nói như vậy ha. Bán cho anh em có cần thì hốt về chế cháo nha anh em. Nguồn lõi xiến rất đẹp. Gã cho một cái amply nào đó em quên mất tiêu rồi. Cũng khá lâu nha. Rồi em sẽ lên mã này. Tiếp với mã vừa gọi luôn ha. Mã vừa gọi, mã cuối là 72. Em sẽ lên cái mã này là mã 73 nha. Đó. Mã 73, em sẽ lên cái nguồn lõi xiến này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Rồi mã 73 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo em lại lên một con chép xịn sò của thằng Sony. Đó, bữa nay lên có một con nghe anh em. Đó. Đây, bên đây cũng vậy. Nè, khui. Đó. Nó còn đẹp làm sao anh em? Cái này là nó đắt bụi bặm thôi ha. Với cái này nó hơi bị nhăm nhăm chút xíu nè, không sao, lỗ kim xíu à. Nè đó, thấy không? Đó, con này thì rất là đẹp. Rồi em sẽ đo đường kính con này ha. Đó. Đây. Đo đường kính con này là 6 phân nè, tâm 2 lỗ ốc thì nó 7,5, củ từ. Đây củ từ thì nó 4,5. Thì nói chung là mấy anh em hỏi mấy con chép liền đó, đoạn dài gáp vô khỏi sửa chữa đó, thì hôm nay em có một cặp chép này em thấy nó cũng rất là liền, rất là đẹp. Đó, em bán cho anh em về gáp vô thùng hát luôn. Cái này nó có một lỗi xíu mà không sao đâu nè. Đó, yêu cầu nó hát tốt là được ha. Rồi em sẽ test nhạc con này. Đó, test nhạc thôi. Nè em qua tụ nè nghe anh em. Đó. Đó, em bắt lớn nha anh em. Đó. Nó hót yêu thương làm sao. Đó, hết nhạc em lên con tiếp theo nha. Thì nói chung thì có mấy anh em thợ á, thì cần những mấy cái mà gách gách thì nó hơi nới tiện xíu, dài sửa chữa tăng trang lại. Còn mấy anh em không phải thợ á, mà cần những cái nguyên dạng như vậy đang về gáp vô thùng á, thì hôm nay em lại lên một cặp này là khá là đẹp nè. Anh em nào có thiếu á, thì hốt về gáp vô thùng hát luôn ha. Rồi test cái này thôi. Đó. Ờ, nó hát cái bon bon luôn em. Này hát rất đỉnh nha. Rồi ok, hát rất tốt. À, hôm nay lại lên một con thành phẩm cho anh em nào thiếu thì hốt về gáp vô thùng luôn, khỏi sửa nghe anh em. À, khỏi tăng trang, nó có một cái lỗ mọt xíu mà không sao đâu nghe anh em. Rồi em lên mã này ha. Mã này là mã 74 nè. Đó, mã 74 thì cái lỗi nhẹ đó chút xíu thì em sẽ bán cho anh em với giá là 100k nha. Đó, còn cái này cặp này nguyên dạng thì anh em biết là giá nó nhiêu rồi ha. Đó, nó nguyên dạng thì bán 150k, còn nó hơi lỗi nhẹ xíu thì em bán cho anh em 100k. Đó, cũng còn khắc rất là đẹp, khá ok. Dài gáp vô thùng là hót rất ok luôn, hót nghe bon bon luôn. Rồi mã 74 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em.
Đây, mã tiếp theo của em có một cái cặp loa chung nè. Đó, nó như vậy nè anh em. Nè nó đẩy gì luôn nè ta. Nó có tem gì luôn nè. Đó. Đó. Anh em nhìn anh em biết nha. Đó. Nó như thế nè. Rồi, thôi. Nè, nó còn rất là đẹp nha anh em. Trời ơi, cái màng nó đẹp làm sao. Đó, viền màng còn rất là đẹp nha. Đó, không cọ đâu. Đó, rất đẹp, rất ok. Rồi, em sẽ đo đường kính con này coi nhiêu. Đó, đo đường kính cho anh em nào mà có cần cái con này thì hốt về ha. Gáp vô thùng luôn. Nó còn rất là đẹp. Rồi, 14 nha. Đó, củ từ nó thì 7. Ok. Mua mấy con thành phẩm thì anh em nào cần thì thiếu thì mua mấy con thành phẩm thì gáp vô mấy cái thùng luôn ha. Khỏi sửa chữa. Còn rất là đẹp. Rồi, test nhạc thôi. Đây, em sẽ qua tụ nha. Đó, cái này em qua tụ nha anh em. Đó, hát rất ok. Đây, để em bắt nhỏ lại. Rồi em đi thẳng cho anh em xem nè. Đó. Đây, bắt nhỏ lại rồi nha. Rồi đi thẳng con này cho anh em nghe nè. Ồ, lớn dữ. Nhỏ lại xíu nữa. Đây. Nè, đi thẳng nè. Trời ơi. Đó, hát rất đỉnh nha anh em. Đó, thì con này hồi nãy em qua tụ nè, giờ em thử lại cái không qua tụ cho anh em nghe cái nữa nè nha. Đó, hát rất đỉnh nha anh em. Rồi, đẹp, hát hay, ok. Em sẽ lên mã này cho anh em hốt về gáp vô mấy cái thùng nha. Đó, anh em nào thiếu thì hốt về. Khỏi sửa chữa, khỏi tăng trang, còn rất đẹp. Mã này. Mã này mã 75. Đó, mã 75 em sẽ lên cặp chung này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Rồi, mã 75 150k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em nè, lại lên một cặp chép nữa nha. Đó, cặp chép này nó để nè, nó để gì nè ta? JBL gì nè anh em. Đó. Đó như vậy nè nha. Còn bên đây. Nè, bên đây thì nó đóng ở ngoài gì nè. Đó. Còn cái này ở trong thì nó không có đóng, còn bên đây thì nó đóng ở trong gì. Đó. Rồi, khui. Nè, còn khá là đẹp nha anh em. Đó. Rất là đẹp, rất là liền luôn nha. Rồi. Cái này nó gì nè, nó không có tròn nha anh em. Đó, nó hình chữ nhật cái gì nè. Đó, nó như vậy nha, chứ không phải là người ta cắt đâu nha anh em. Đó, cái kiểu nó vậy hay gì đó. Nè, rồi em đo đường kính cho anh em xem nha. Rồi. Cái chiều này thì nó 10.5 nè. Còn cái chiều này thì nó 8. Rồi, củ từ đôi nha anh em. Nè, củ từ đôi nha. Đó, củ từ nhỏ thì 5. Củ từ lớn thì 5.5. Rồi, ok, em sẽ test nhạc cái con này coi nó hót như thế nào ha. Đó, test nhạc thôi. Rồi, giờ mình qua tủ thì mình bắt lớn ra nè. Đó. Trời ơi, nó hát yêu thương làm sao anh em. Đó, hát nó bon bon nha. Ok, hát quá đỉnh. Tiếp tục con này thôi. Đó. Rồi, ok, nó hát quá hay anh em ơi. Đó, nó như vậy đó nghe. Cặp dép của thằng JBL. Đó, bên đây thì nó đóng như vậy. Đó, còn bên đây thì nó đóng như vậy. Đó, nhưng mà cái màng nó giống nhau. Rồi, ok, em sẽ lên mã này nha. Rồi, mã này là mã 76. Mã 76, em sẽ lên cái cặp chép JBL này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Đó, rồi. Mã 76, 150k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên là một con chép này nè anh em. Đó, một con chép củ xì và xé xẹt. Đó, chép này em thấy nó cũng xịn sò nha. Đó, chép này chép cổ vậy anh em ơi. Nè, khá là lâu nha. Nó cũ kỹ làm sao á. Đó, nó như vậy nè anh em. Đó, anh em nhìn biết nha, chép càng. Họng này họng bằng nhôm nha. Đó, ở sau thì nó xét như vậy nè. Rồi làm sao biết được anh em. Đó, thì em thấy nó cũng rất là đẹp, rất là xịn, chắc cổ vậy nè. Bán cho anh em về, có làm gì làm ha. Đó.
Rồi em sẽ đo đường kính cho anh em hình dung nè. Đó, chiều ngang của nó là 8,5, chiều sâu của nó là 7,5, rồi chiều dài của nó là 12. Rồi ok, cái con này thì chắc nó chết queo rồi anh em ơi, khỏi thử nha. Rồi em bán giá chết cho anh em, có về có làm lại hay tăng trang gì đó, hay là anh em nào có thiếu thì hốt về sửa chữa. Rồi ok, em sẽ lên mã này nha. Mã này là mã 77. Đó, mã 77. Em sẽ lên một con chép này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Đó, mã 77 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Mã tiếp theo của em lại có hai cái con lo này nè anh em. Đó, hai cái con lo này nó vậy nè anh em. Đó, nó có cái họng như vậy luôn nha. Đó. Đây, để em bắt đèn lên gọi cái con lo bên trong cho anh em xem nha. Nè, nó rất là đẹp nha. Nó có cái mũi đưa lên nữa nghe anh em. Nè, đó. Con này. Nè, con này cũng vậy, bên trong rất là đẹp. Đó, nó như vậy nè nghe anh em. Rồi em sẽ test nhạc cái con này cho anh em nghe thử cái này như thế nào ha. Cái con này, con lo này chắc để em đo vậy coi nhiêu. 10 phân anh em ơi. Rồi con lo này 10 phân nha. Đó. Ở dưới thì nó để như vậy nè. Đó. Ở phía sau cái cụ từ thì nó đóng như vậy nè. Đó anh em nhìn anh em hiểu ha. Rồi em sẽ test nhạc. Test nhạc con này coi nó hót như thế nào ha. Đó qua tụ nè. Sao nó khó làm dữ ta. Đây. Nó không ăn anh em ơi, cái cái dắt này nó bị xét quá, lâu quá nó bị xét nè. Đó. Rồi nó không ăn nè. Đó. Đó, nó hát rất hay nha. Rồi ok, tiếp theo con này. Con này nha. Nè, cái dắt này nó không ăn nè. Nè. Đó. Đó. Đó, hát chắc hay nghe anh em. Rồi, em sẽ lên cái mã này nha. Đó, mã này. Mã này là mã 78. Hát rất là ok. Mã 78. Đó, em sẽ lên hai cái con này cho anh em về chế cháo làm gì làm ha. Rồi mã 78, em sẽ lên hai con này với giá là 100k nghe anh em. Rồi, mã 78 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi, mã tiếp theo của em lại lên là mấy cái con máy kẹp, máy uống tóc gì nè anh em. Nè, đó, nó như vậy nè nha. Bữa em thanh lý thì có máy sấy nữa, nhưng mà máy sấy em bán hết rồi. Thì nó còn có mấy cái loại này nè. Rồi, còn có nhiều nữa là hết đó anh em. Đó, em sẽ bán hết mấy cái này cho anh em về có làm gì làm ha. Nè, con máy kẹp. Đó, máy kẹp này thì em thử sao mà nó không có lên, hay là nó bị giục dây hay sao nè anh em nè. Nó gì nè nghe, thử thì nó không có lên đèn. Đó, dây nhợ thì rất yêu thương. Đó, thảy qua một bên. Còn cái con này nè, con này còn sáng ngời luôn, nhưng mà nó bị đứt dây chỗ này, không có biết đường thử luôn. Đó, mai ra mấy con này không có chết đâu, mấy con này sống nè, nhưng mà không có dây thử. Đó, rồi bán cho anh em về có đổi qua đổi lợi hay làm gì đó, cứu sống một con không có dư tiền anh em. Nè, coi cái con này. Đó, con này cũng dây rất là yêu thương nè. Nó như gì nè, nó có ba chi gì nè anh em nè. Đó, đó. Máy này là cái gì em cũng không biết nữa. Cái này là máy bấm hay máy sấy gì đó sao đó. Rồi con này á, tình trạng của nó thì ghim nó cũng không có lên đèn luôn. Đó, thì nói chung là ba con này ghim nó không lên đèn. Còn cái con này, cái con này nó như vậy nè anh em. Đó, nó mắc cái đầu ở đây, nhưng mà ghim nó lên đèn, nó nóng như lắm nha. Rồi để em ghim cái con này cho anh em xem nè. Đó, nó xài điện 220 nha. Đây nè, đó em ghim điện rồi nha. Nè, em bấm lên nè. Đó, nó cháy đèn nè nghe anh em. Đó, cái này chỉnh qua chỉnh lợi gì sao nè. Một hồi nó nóng lắm nghe anh em. Hồi nãy em có thử rồi, nó nóng dữ dằn luôn. Đó. Nè, chỉnh ăn đàng hoàng nè, nóng rồi nghe anh em, nóng rồi đó. Nè. Đó, cháy đèn bấm nè, bấm qua bấm lợi sao đó. Nè. Nóng rồi nghe. Rồi ok. Tình trạng của nó là mắc cái đầu này, thì anh em mua về chế qua chế lợi gì đó cứu một con thôi là cũng dư tiền nha anh em. Rồi cúp điện thôi, cúp điện. Ây da. Ngã cái điện thoại luôn. Rồi. Đó, rút điện ngã cái điện thoại luôn nha anh em. Nó hơi xa, giới nó hơi khó. Nóng nha, khá nóng. Rồi em sẽ bán bốn cái con này, bốn cái con cuối cùng như thế này là hết luôn đó nha anh em. Đó. Với giá yêu thương anh em về đổi qua đổi lại cứu một con thôi cũng dư tiền nha anh em.
Đây. Rồi em sẽ lên mã này. Mã này là mã 79. Đó, mã 79. Em sẽ lên 4 con này cho anh em với giá là 150k nghe anh em. Đó, mã 79 150k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Mã tiếp theo của em lại lên là hai cái cặp lo này nè anh em. Đó, một cái cặp lo này nè. Đó, nó như vậy nè nghe. Đó. Này nó để nhiêu ta? 8 ohm 10W vậy nè. Còn khá đẹp. Đó, nó có cái họng như vậy luôn. Đó, lo bên trong nè. Giống nhau, lo bên trong rất là đẹp luôn nha, rất ok. Rồi, em sẽ đo cái đường kính cái con này coi nó chiều ngang vì dài nó nhiêu cho anh em hình dung nè. Đó, cái này ở đây á, chiều ngang ở đây thì nó tới 19 nè. Còn đây hẹp hơn thì 14. Rồi, chiều sâu của nó là gần 20 luôn nha. Đó, thì cái con lo này thì nó nhiêu ta? 13. Còn chiều ngang của nó thì 6 phân. Rồi ok. Em sẽ test nhà coi con này nó hát như thế nào ha. Đây, nó có dắt luôn à. Đó, kẹp vô đây thôi. Có dây ra luôn, nhưng mà có dắt mình kẹp vô dắt thôi. Thấy á, sao nó vụt vậy ta? Đó, hát rất hay nghe anh em. Rồi ok ok. Tiếp theo con này thôi. Đây, con này. Đó, hát rất hay nghe anh em. Rồi em sẽ lên mã này cho anh em hốt về chơi cháo nha anh em. À, mã này là nhiêu rồi ta? Mã này là mã 80. 80. Đó, mã 80. Em sẽ lên hai cái lo này cho anh em với giá là 100k nghe anh em. Ây da, 100k mà ghi 10k hoặc là xì lơ anh em. Đó. Rồi, mã 80 đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Mã tiếp theo của em lại lên là hai cái mặt âm ly nha. Còn khá là đẹp nè, nó như gì nè nghe anh em. Này là hiệu của thằng Nanomat gì nè, BA1000X gì đó. Đó, nút ná thì còn đầy đủ, rất là đẹp, có mấy nút nhỏ này nó mắc nè anh em. Nè. Linh kiện. Nó linh kiện bên trong thì nó như vậy nè. Đó, bụi bặm chưa vệ sinh. Còn cái mặt này thì cái mặt này để em coi cái mặt này mặt gì ta? Mặt này chắc nhôm quá. Đó, mặt nhôm nè nghe anh em nè. Nó chày chày nè. Đó, cái này là mặt nhôm nha. Rồi, tiếp theo con này. Nó con này thì nó bị sứt như vậy nè. Đó. Kali Sua gì nè, gì nè. Pro 880. Đó, tình trạng nó nè, mắc hai cái nút này, rồi mắc thêm cái nút này nữa. Đó, cũng còn khá đẹp. Mặt này mặt nhôm, linh kiện của nó nè. Đó, linh kiện của nó bên trong nó có tem có gì nữa nè em. Đó. Rất đẹp nha. Cái này thì cái mấy cái mặt này thì nó sáng hơn cái kia. Rồi ok, rất đẹp. Em sẽ lên hai cái con mặt âm ly này về cho anh em chế cháo nha anh em. Mã này mã 81. Đó, mã 81. Thì dạ, 81 mà ghi số 8 gạch cái rồi 81. Em sẽ lên hai cái mặt âm ly này cho anh em với giá là 100k. Rồi, mã 81 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên là cái này nè anh em. Đó, cái máy hát đĩa hát gì nè. Đó. Nè, nút nán như gì nè nghe. Đó. Còn này nó để cái gì nè ta? Đó, vậy đó nghe anh em. Chỗ này thì nó hơi nứt nhẹ xíu. Đây, dở ra coi nó có gì. Đó, bên trong còn rất là đẹp. Đó, em sẽ cao lên xíu nè. Cao lên xíu cho anh em thấy rõ hơn. Đó. Nè, ở đây nó để là DVD nè. Chắc cái này là cái đầu để hát đĩa đó anh em. Là màn hình nè. Đó, em sẽ bán giá chết cho anh em nha. Không có biết lượng thử đâu nghe anh em. Nè. Đó, như vậy đó. Nút ná thì còn rất là đẹp nè. Nút sáng ngời luôn. Rồi. Ok, ok. Em sẽ lên mã này cho anh em về có chế cháo hay làm gì đó làm nha anh em. Đây, mã này. Mã này là mã 82. Đó, em sẽ lên con này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Đó. Rồi, mã 82 100k đó qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên là cái mạch này của thằng lo kéo gì nè. À, nguyên một cái mạch luôn nha anh em.
Nguồn điện khá to khá nặng, nguồn điện này 110, nguồn điện xịn sò nè. Đó, người ta chán cái gì tự le hết trơn nè. Đó, miếng nhôm chà bá luôn trời. Nè, sò nè, rồi tụ, rồi tụ nó bự làm sao, hai tụ nó bự. Nó mạch rồi nè. Đó, còn cái cây thương nè, da. Cái nguồn này nó nhúc nhích rồi nè. Chừng nào anh em có chốt con này á, thì em sẽ tra cố cái nguồn này rồi mới gỡ đi nha. Để thôi nó xuất ra là nó đánh banh luôn á anh em. Đây, khá nặng nha. Nè, phía sau của nó nè. Nè, phía sau của nó có để nè. Đó, nó để như gì nè nghe anh em. Sony gì đó, model gì đó. SSM S525 gì đó. Đó, anh em nhìn thì anh em nhận biết có con này là con gì nha. Chứ em nhớ là trong cái lo kéo của Sony hay gì đó. Đó, thì bán cho anh em về có lấy linh kiện làm gì làm. Khá nặng, khá đẹp nha. Nè, miếng nhôm nó bự làm sao. Đó, nó có hai cái con sò nè. Hai con tụ chà bá luôn. Rồi, ok, em sẽ lên mã này nghe anh em. Đó, lên mã này cho anh em có về có lấy linh kiện hay là có cần cái gì ở trong này thì lấy ha. Hoặc là có gáp gì đó thì lấy chế cháo. Ok, mã này mã 83. Đó, khá nặng nghe anh em. Mã 83, em sẽ lên mã này cho anh em có giá là 200k nghe anh em. Đó. Rồi, mã 83 200k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nghe anh em. Rồi, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đó, mã tiếp theo của em là hai cái con này nè anh em. Đó, hai cái con lo của con cassette UVC rất là đẹp nha. Nè, lo bên trong rất là sáng. Đó, rất đẹp nha. Phía sau của nó để gì nè anh em. Đó, model của nó vậy đó. B1111 vậy nè. Còn rất là liền nha, rất là đẹp. Chỉ có bụi bặm thôi. Đó, đây dính sơn xíu nè. UVC. Đó, lo ở trong rất là sáng nha. Cái mặt căng thì cái mặt này thì nó hơi xét xét xíu không sao. Rồi, em sẽ đo đường kính con này cho anh em hình dung nè. Đó, đây, chiều sâu của nó là 15. Đó, chiều ngang của nó là 17 hơn. Đó, chiều đứng của nó là 16 nè. Con bát bên trong của nó là 10 phân. Rồi, ok, em sẽ test nhạc nha. Đó, test nhạc coi con này nó hót như thế nào nha anh em. Mấy con này nó hát rất là đỉnh nha anh em. Đó, rồi em sẽ đi tặng nè. À da, lớn dữ. Quên, tắt nhỏ xíu. Trời ơi. Rất là hay nghe anh em. Đó, tới con này nghe, tới con này. Quá ok. Ây da, quên, đi qua. Rồi, ok, hát rất là đỉnh nghe anh em. Rồi, em sẽ lên mã này cho anh em chốt về chế cháo nè anh em ơi. Con này hát rất hay nghe. Hay là chốt về có cái con cassette nào đó nó bị bể lo hay hư lo gì đó mình gáp vô mình xài luôn nha. Rất đỉnh. Rồi mã này là mã nhiêu rồi ta? Mã này mã 84. Đó, mã 84 em sẽ lên hai cái con lo con cassette này cho anh em với giá là nhiêu ta? 200k anh em ơi. Đó, mã 84 200k. Đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên là một cái khúc lo của thằng Panasonic nè. Đó. Nè. Cái này giống một cái lo Kenter vậy đó anh em nè. Đó, người ta có để thông số như vậy nè nha. Đó, model của nó là BC600X gì đó. Đó. Input 100V gì đó, 50W gì đó anh em đọc anh em hiểu nha. 8 ôm gì đó. Rồi, ok. Còn khá đẹp. À, cái này chỉ cái keo nó dính thôi. Anh em về vệ sinh là rất đẹp nha. Đó, rất là liền, không có bị... nè chỗ này nó bị mẻ xíu không sao nha. Đó, có chút xíu mà nghe anh em. Đó. Rồi, em sẽ đo đường kính con này cho anh em hình dung nè. Cái con này giống một cái con Kenter vậy đó anh em. Nè, chiều ngang của nó đo ở bên dưới này thì nó dài hơn xíu nè. Đó, nó có khoảng 27, còn ở đây thì nó hơi nhỏ lại xíu, nó có khoảng 20. Đó, chiều sâu của nó là 14 năm. Rồi, chiều đứng của nó là 12. Rồi, ok. Test nhạc con này coi nhớ hết. Test nhạc con này coi nó như thế nào nghe anh em. Đó. Rồi ok, nó hát rất hay nha. Trời ơi, nó hát giống một
con súp gì ta hay sao đó, em nghe sao nó giống con súp dữ vậy trời. À, mã này em sẽ lên mã này, mã này mã 85 nghe anh em, 85 em sẽ lên cái con này cho anh em với giá là 200k nghe anh em. Đó, mã 85 200k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Mã tiếp theo của em lại lên hai cái con này nè anh em. Đó. Hai cái con lo nè, Nicole thì đếp trước em cũng có bán rồi. Hôm qua đó em cũng có bán cặp rồi. Đó, nhưng mà người ta chốt rồi nha, còn cặp này là cặp khác nè. Cái màu này nó hơi hôm qua nó hơi trắng trắng, con này nó hơi xanh xanh nè anh em. Nè, nó như thế này nè nghe. Đây, để quay từng con cho anh em xem nè. À, thông số của nó làm sao gì nè anh em. Đó, em đã kết nối rồi hết rồi ha. Đó, còn rất là liền lạc, rất ok. Có cái nút này nè anh em. Cái nút này sao nó bị thụt vô hay là tại nó vậy ta? Nè, cái này ta liền hết sao cái này nó vậy? Nó không có đường bấm nha, nó chỉ có dặn thôi. Rồi, con này. Nè, con này thì nó cũng vậy nè. Nè, nó hơi cũ xíu thôi, giờ vệ sinh lại rất đẹp nha. Đó, ở căn thì còn đầy đủ nè. Đó, rất là liền nha. Không có bị bể mẻ chỗ nào đâu nghe anh em. Rồi, ghim điện thử coi nó hát như thế nào nghe anh em. Đó, điện 220 thì ghim vô thôi. Đó. Rồi, bấm điện thoại lên nè. Ok. Đây. Lấy giò chịu lại rồi. Nè, bấm nguồn luôn nha. Đó, hát luôn anh em ơi, hát luôn, hát luôn. Nè, có cái này chỉnh gì nè anh em. Đó. Có chỉnh chép bass gì đó anh em. Còn cái này là em dặn qua gì thì nó tắt này, rồi dặn lại gì thì nó hát nè. Đó. Đó, nó như vậy nha. Cái này á thì nó cũ, tình trạng thì mấy cái nút này nó cũng hơi gột gạt nè. Đó, nó hơi gột gạt vậy đó nghe anh em. Đó, hát rất là hay nha. Đó. Hát như vậy đó nghe anh em, hát rất là đỉnh nha. Rồi ok, tắt tắt thôi. Em lại lên mã này nghe anh em. Đó thì hôm qua cũng có khá nhiều anh em chốt mấy cái con như vậy nha. Mà con qua người ta chốt rồi cũng khá nhiều anh em tìm kiếm con như vậy, thì hôm nay thì em cũng lại có một con như vậy. Em lên cho anh em nào mà hôm qua chốt không được thì bữa nay chốt ha. Đó, mã này là mã nhiêu rồi ta? Mã này mã 86. Đó. Mã 86 em sẽ lên hai cái khúc lo này cho anh em với giá là 150k nghe anh em. Đó, rồi mã 86 150k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo đó nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên một cái cặp vỏ thùng của thằng Bioner cho anh em xem nè. Đó, cho anh em chốt nè. Đó, rất là đẹp nha. Nó ở trong bên trong á thì cái lo vuông nha. Bên trong có lo vuông, còn cái này cái mặt chép rất là đẹp nè anh em. Nè. Ê, căng còn khá là liền nha. Đó, quay xung quanh cho anh em xem nè. Đó, cái vỏ thùng như vậy nè nghe anh em. Đó. Đó. Đó, cũng còn rất là ok nghe anh em. Đó, nó như vậy đó. Nè. Thì mấy cái này nó bị ghìa ghìa chút đỉnh không sao đâu anh em. Hàng cũ mà. Thì mấy anh em mua về tra cố lại nó bị xước xước cái này không sao đâu nha. Bị chóc ra. Rồi, rất là đẹp. Tới con này coi. Đây. Con này cũng vậy luôn nè. Đó, lo vuông nghe anh em. Phía sau. Con này phía sau thì còn đẹp hơn con bên kia xíu, con bên kia thì nó hơi bị quéo quéo. Nhưng mà nó không sao, nó cứng ngắc nghe anh em. Nó không có bị nở đâu nha. Nè. Nó chỉ bị chóc chóc cái da thôi. Đó. Rồi em sẽ đo đường kính cái con này như thế nào cho anh em hình dung nha. Nè, chiều ngang của nó là 22 nha. Chiều sâu của nó là 20. Chiều đứng của nó là 33.5. Rồi em sẽ đo cái lo này nè. Đó. Đo cái bát này cho anh em hình dung coi có cái bát nào gáp vô được nha. Nè. Cái này chắc cỡ khoảng bát 16 quá ta. Đó. Em đo như vậy đó nghe anh em nè. Đó anh em hình dung nha. Còn con chép nè, con chép nó gì? Ô con chép đo làm sao ta? Đó thì con chép nó gì nè anh em? Em không biết đo làm sao nữa. Không không đây nè, em thấy rồi nè. Đó, con chép ở đây nè. Đó, con chép này cỡ khoảng 7 phân nha. Đó. 6 7 phân gì đó anh em. Rồi. Ok, còn rất đẹp nha. Em sẽ bán cái cặp vỏ thùng Bioner này cho anh em về có bát thì gáp vô hát nha anh em. Đó. Ây da, gách luôn. Trời ơi, xé lúc nào cũng bị gách hết trơn ta. Rồi.
Mã này là mã nhiêu rồi tòi? Mã này mã 87. Đó, mã 87 em sẽ lên cái cặp vỏ thùng Bioner này cho anh em với giá là 150k nghe anh em. Đó, giá nó yêu thương làm sao anh em. Còn không biết chốt là gì, vỏ thùng xịn sò nghe. Rồi mã 87 150k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo đó nghe anh em. Rồi mã tiếp theo của em lại lên một bộ lo vi tính Sunmat này rất là đẹp nghe anh em. Nè. Còn rất là đẹp nha, sáng ngời luôn. Hai cái cặp, hai cái chép nó rất là đẹp, rất ok luôn. Rồi, đợi xuống dưới thôi. Nè, để xuống dưới quay cái này cho anh em xem nè. Đó, con súp nó rất là ok, rất đẹp nha. Đó, súp bên trong rất là sáng nha. Đó, nó như vậy nè anh em. Đó, rất là liền nha, mới lắm nha anh em. Đây, công suất của nó như vậy nè. Model của nó như vậy nè. Đó. Đó, 30W gì đó, cộng 15W gì đó. Đó sao đó anh em đọc nha. Còn rất là đẹp. Đây nó để gì nè, A2727 gì nè, hai dán cái này nè. À, chủ hồi xưa ta xài đó, ta dán cái này nè anh em. Rồi, tình trạng của nó là nó xài như vậy nè anh em. Em không có được thử nha. Đó, người ta bán thì ta bán vậy thôi, chứ người ta không có bán cái nó có cái giắc ca nông thử nữa. Nhưng mà em không có. Rồi em bán em sẽ thử cái cặp chép này với thử con súp này. À, coi nó có lên điện không cho anh em xem nha. Rồi anh em mua về, anh em đi mua cái giắc ca nông này về gắn vô mới hát được anh em. Đó. Rồi nó xài điện 220, em sẽ ghim điện 220 nè, ghim. Rồi mở nguồn sau lưng nè, đây nó, anh em nghe cái bịch nha, nghe cái bịch là tất nhiên là cái súp này nó còn đó, nhưng mà không có đồ thử nha anh em. Đó, không có đồ thử. Anh em mua về, anh em đi mua cái giắc ca nông này nè, về thử nha. Đó. Nè, bắt lại cho anh em xem cái đó nè. Đó, nghe cái bịch nha. Rồi. Ok, em sẽ thử cái hai cái con chép này riêng cho anh em xem nè. Đó. Đây. Thử coi nó còn hoạt động không nha. Ủa sao mắc nhạc đâu rồi ta? Chưa bắt âm ly nữa. Bắt âm ly lên. Rồi test lại thôi, hồi nãy chưa bắt ly nghe anh em. Đây, kẹp cái này ở ngoài. Ở trong lộn. Còn cái này đưa ở ngoài. Đó. Nè, em bắt con này nè nghe anh em nè. Hát rất là hay nghe anh em. Đó. Ok, ok, rất ok. Rồi tiếp theo, sao dây nhợ đó gói đen người ta. Sở ra coi. Rồi tiếp theo là con này nè. Đó. Đó, hát rất hay nghe anh em. Rồi, ok. Chỉ tiếc có một điều là em không có đồ thử nghe anh em. Đó, anh em mua về, anh em mua cái đồ thử ở sau lưng là gáp vô là hát nghe anh em. Rồi em sẽ lên cái mã này cho anh em có giá yêu thương cho anh em về mua cái giắc ca nông nghe anh em. Đó, sau lưng nó có cái giắc như vậy đó. Đó anh em nhìn thì anh em biết ha, mua cái đó về kết nối vô mới hát được nha. Rồi. Mã này là mã nhiêu rồi quên rồi. Mã này là mã 88. Ok, mã 88. Mã 88 em sẽ lên cái bộ lo vi tính Sunmat này cho anh em với giá là 200k nghe anh em. Đó, giá nó yêu thương làm sao nó còn hoạt động nghe anh em. Đó, mã 88 cũng là cái mã cuối cùng luôn nha anh em. Thì tất cả các sản phẩm ưu tiên cho anh em chuyển khoản ha. Chuyển khoản mà không bao ship. Rồi, hôm nay thì em có thời gian rảnh đó, em lên hồi qua rồi em lên bữa nay luôn nha. Thì không có thời gian rảnh thì cách ngày lên ngày, còn có thời gian rảnh thì lên mỗi ngày. Thì anh em theo dõi cứ từ từ đi, cũng có đồ cho cháu mà. Rồi, không nói dài dòng nữa. Em sẽ kết thúc video tại đây. Anh em nào thấy hay thì cho em một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.